Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin giới thiệu với anh chị trận cờ rất hay, trận tập huấn đội tuyển trước thềm SEA Games vừa diễn ra chiều nay, ngày 23 tháng 4 năm 2023. Trận đầu tiên, Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, Chu Tuấn Hải cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
将军。Chơi đến đây thế công quá mạnh, kém hai con tốt, Chu Tuấn Hải buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván thứ hai, Nguyễn Thành Bảo cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.
Quân. Trang Quyên. Trang Quyên. Chơi đến đây hai bên đồng ý hòa. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.